Chào mọi người, Huỳnh Nguyễn hôm nay xin được chia sẻ với các bạn một cái chủ đề là tại sao tôi không cần ăn cơm nữa. Thì cái điều này là vì sao? Thực ra thì với những cái người mập mạp mà muốn giảm cân thì có một số cách. Trong đó thì là có một cái phương pháp mà hôm trước mình cũng có nói trong một cái video của mình, đó là phương pháp low carb. Là bạn hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp này để có thể giảm cân. Và nếu bạn thử áp dụng thì bạn sẽ thấy là nó thực sự hiệu quả. Thì cái phương pháp này, trong cái phương pháp này thì những cái thực phẩm đèn đỏ thì nó có, đặc biệt là các phẩm sản phẩm có chứa carbon hydrate, thì là chúng ta sẽ tuyệt đối không sử dụng. Thì nếu mà không sử dụng cơm hàng ngày thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Và chúng ta nhiều bạn sẽ hỏi là ôi chị ơi, thế nếu mà làm như vậy thì thực sự là có thể bị hạ đường huyết đúng không, bị tụt huyết áp, thế làm thế nào để không ăn cơm? Mà không ăn cơm thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Thì mình xin được chia sẻ là thứ nhất là cái việc mà chúng ta tạm vì mục tiêu giảm cân nên chúng ta sẽ tạm thời làm cái việc ăn cơm nó gián đoạn trong một khoảng thời gian. Sau đó mà khi mà chúng ta đã đạt được cái mục tiêu cân nặng của mình rồi thì các bạn hoàn toàn có thể ăn trở lại, nhưng mà ăn ở một cái mức hợp lý để mình duy trì, chứ không phải là sau khi mà xong rồi mình ăn vô tội vạ, tất nhiên là nó lại tăng cân vù vù thôi. Đó. Thì trong cái thời gian mà chúng ta áp dụng cái chế độ dinh dưỡng giảm cân, nếu như các bạn áp dụng cái phương pháp low carb thì các bạn sẽ làm cái phương pháp là gần như sẽ giảm tuyệt đối đến việc là không ăn carbon hydrate. Thì những cái sản phẩm có chứa carbon hydrate nhiều mà tớ áp dụng với bản thân tớ, đó là mình gần như mình sẽ tuyệt đối mình sẽ không ăn những cái tinh bột có màu trắng. Thì những cái tinh bột có màu trắng này thì thông thường hiện nay trong cái việc mọi người sản xuất này rồi bảo quản nó và đóng gói để mang đến người tiêu dùng bán ở các siêu thị, thì nó sẽ có một cái phần trong cái việc sản xuất nó sẽ sử dụng một cái hoạt chất hóa học, nó có khả năng làm cho cái hạt gạo nó trắng hơn. Sau đó thì người ta lại có cái phương pháp để người ta làm lại cho nó hơn nâu hơn một tí, trông tưởng là nâu tự nhiên nhưng mà có khi nó cũng chưa chắc là tự nhiên. Thì là cái chất đấy nó có khả năng giúp cho chúng ta béo lên một cách tự nhiên. Thế là chúng ta cứ càng chén nhiều tinh bột trắng thì chúng ta càng mập thôi. Đấy, thế cho nên một trong những nguyên tắc là chúng ta sẽ không ăn cái tinh bột trắng đấy. Thì nhưng mà khi mà không ăn tinh bột thì nó sẽ dẫn đến một số những cái điều, đó là chúng ta bị hạ đường huyết, não của chúng ta vẫn hoạt động và não chúng ta vẫn cần đến tinh bột. Thế thì chúng ta làm thế nào để chúng ta sẽ không bị hạ đường huyết mà não chúng ta vẫn hoạt động bình thường? Thì có một cái phương pháp, đó là các bạn sẽ bù lại bằng những cái có chứa carbon hydrate nhưng mà nó sẽ hấp thu chậm, để cho não và cái cơ thể của mình vẫn có một cái lượng carbon hydrate hấp thu vào nhưng mà nó chậm hơn, và nó sẽ không làm cho chúng ta tích lại mỡ trong cơ thể. Đó thì nó là những cái sản phẩm tinh bột, những cái sản phẩm carbon hydrate như thế nào. Ví dụ các bạn có thể sử dụng là gạo nhưng mà không sắc trắng, người ta gọi là gạo lứt ấy. Các bạn có thể ăn một cái lượng hợp lý, rồi ngô hay là bánh mì đen hoặc là khoai lang, các bạn có thể sử dụng để thay cho cái gạo trắng tinh mà mình vẫn hay ăn thông thường, và mình sẽ ăn một cái lượng vừa đủ thôi, tùy theo cân nặng và cái hoạt động mà mình tham gia hàng ngày. Rồi đặc biệt là các bạn có thể ăn một ít trái cây, ví dụ như là các bạn có thể ăn những cái trái cây ít ngọt như là cam này, bưởi này, táo này, hạt quả seri này. Seri ở Việt Nam mình nó hơi mắc một chút, thì tớ hay ăn cam với bưởi với táo. Đó thì là những cái sản phẩm mà mình sẽ cung cấp một cái lượng carbon hydrate hợp lý cho cơ thể, nó sẽ hấp thu chậm để cho não của mình vẫn hoạt động, vẫn thông minh bình thường. Và mình cũng chia sẻ là trong một cái tháng thời gian mà mình giảm cân thì mình cũng vẫn ăn uống hợp lý bình thường, chứ không phải là mình nhịn ăn như các bạn tưởng tượng đâu, không phải là nhịn ăn hoàn toàn, làm như vậy là không khoa học. Chúng ta sẽ ăn uống hợp lý, một cái chế độ thật là hợp lý, thật là thông minh theo từng cái hoạt động của cơ thể, và chúng ta chỉ cần tuân theo nguyên tắc tổng hợp thôi. Đó thì là carbon hydrate là chúng ta sẽ loại bỏ những cái ngũ cốc trắng này, tinh bột trắng này, và chúng ta thay bằng một cái hấp thụ chậm. Và ngoài ra thì chúng ta vẫn ăn protein, ăn thịt gà, thịt lợn, thịt bò bình thường hợp lý, và chúng ta ăn rau xanh thật là nhiều thoải mái, hoa quả thì chúng ta ăn một số cái loại mà như nãy mình đã hướng dẫn. Như vậy có nghĩa là nếu như bạn muốn thực sự giảm cân hiệu quả, có những người đã giảm được 9 cân trong khoảng 30 ngày mình biết như vậy. Và nếu mà bạn nào đọc cái quyển mà cơ thể 4 giờ thì các bạn áp dụng thì bạn sẽ thấy là các bạn hoàn toàn có thể giảm được. Với mình thì vì cái lúc mà mấy tháng trước là mình giảm, nhưng mà mình có nuôi con cho nên mình sẽ giảm một cách hợp lý, chứ mình không giảm đột ngột như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhiều.
nếu như trong thời gian mình nuôi con bú, thế cho nên là mình sẽ giảm nó chậm thôi, một tháng một cân hai cân, nó rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Thì hôm nay mình chia sẻ những cái bài học của bản thân mình với các bạn, để những cái mẹ nào mà đang hơi mập mạp mà có cái mong muốn giảm cân thì đừng lo lắng, chúng ta có phương pháp, có sẽ có phương pháp cho cái việc là 10 tháng hay một tháng hay hai tháng hay trong một tuần, nó rất là đơn giản, nó chỉ là mục tiêu là như thế nào và áp dụng phương pháp ra sao thôi. Đó, thì các bạn sau khi xem video này thì các bạn sẽ, nếu các bạn thực sự muốn thì có thể áp dụng thử, và các bạn sẽ thấy là những điều mình nói hoàn toàn là đúng như sự thật. Và bạn nào mà cảm thấy cần phải tư vấn nhiều hơn thì có thể inbox cho mình, mình sẽ chia sẻ những cái điều mà mình biết với các bạn để các bạn có thể là áp dụng cho bản thân. Và chúc các bạn sẽ có được cái phương pháp ăn uống hợp lý để có một cái sức khỏe tốt. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một ngày vui vẻ.